Vâng, và như vậy là Fopan là trận là quân của các cái thủ phía team Thái Bình ở trong trận thiếu này. Gani cầm Fo. Vâng. Còn đây là Pan đến từ cái thủ top rồi. Phonesian đến từ cái thủ top rồi, một bài nên đất xanh mượt. Và cái khó chịu nhất ở trận đấu này là hai nhà khá xa nhau. Việc bảo kê cho Pan để có thể Pan có thể có được một khoanh ruộng ở đấy. Sóc phù, sóc phủng. À nhầm, sóc 2L, 2 liếc. Hơi khó một tí rồi. Một bài cầm Pan yêu đầu bốn con. Gỗ đầu là hơi xa nhưng cái thủ tôm rồi. Một bài mà rất cần đến đôi voi để có thể lùa về. Như vậy là Pan đã thấy thêm một bãi quả. Pan đã thấy một bãi quả 6 cây luôn. Một bãi quả mà tôi nghĩ rằng tôm sẽ ưu tiên ăn rất sớm. Không cho bố con thằng nào động vào bãi quả được. Và hai quả rồi. Như vậy là tôm rui hai quả. Ép chặt gỗ ông trận thiếu này. Đóng S thật sớm. Ăn quả xa trước. Ăn quả mà khả năng tranh cao hơn. Và sau đấy mới đến bãi quả ở phía sau rừng. Một bài Pan hai quả. Với yêu đầu đùa về. Và có thể ép được đời. Bài này ép đời ở tầm 10-30. Nếu như chuẩn nó cũng chỉ thế thôi. Tôi nghĩ là vào tay tôm thì không muộn hơn được. Vàng thì đã có vàng đẹp. Quả thì cũng là quả tươi. Chủ động đóng ép sớm. Ép gỗ từng tí một luôn. Cắt dân quả chính ra đứng trực luôn ở bãi quả phụ. Đã đủ gỗ cái là sút luôn. Bây giờ dân quả chính cũng đã dắt rồi. Vâng, quả 6 cây. Đóng gờ luôn. Bãi quả này tôi nghĩ nên cho 6 thằng nông dân ăn. Hết càng nhanh càng tốt. Cắt tiếp nông dân ăn hiêu ra xuống bãi quả dưới. Và có lẽ là đến với màn hình máy cái thủ Gunny thôi. Đây là Gunny, một bài cầm phô. Ăn tranh với màu 6 đi phải. Có phải màu 6 không? Đúng rồi, có màu 6. Và Gunny quả phụ ngay gần nhà. Như vậy trận đấu này tôm sẽ là người khỏe bởi vì màu 6 ngay gần đây. Nhà phên lớp và nhà game thủ cam quýt sẽ cạnh nhau. Nhà màu 6 ngay gần đây. Thế thì tôm sẽ không bị ăn tranh nữa. Vâng, màu 1 là người đánh chém 24 dân. Còn màu 6 Egypt là người đánh cung 26 dân. Vâng, Gunny cầm vô. Gunny cắt tiếp dân ở quả ra không? À nhầm,
dân ở bãi gỗ ra để có thể lên ăn bầy hươu kia. Lên đời. À, đập dân dường như chết một dân rồi. Dường như đập chết một dân của game thủ Cam Quýt rồi. Đập nhầm. Yes. Vâng, con nào ít máu thì đen đi. Vâng, còn bầy hươu trên kia nữa. Đến với màn hình máy game thủ Tom Cruise một bài bơm đồ không mất thuế. Anh đã vừa cho game thủ Gunny chăm thực, cho Gunny lên được rồi. Nếu như Gunny mà có T trước, anh dắt luôn con cung T lên bắn bãi anh hoàng này là cũng tươi. Nhưng mà tôi nghĩ cũng không cần thiết quá như vậy. Nhà màu 1 Babylon. Có cần phải đóng P không? Tôi nghĩ là vẫn cần. Đóng P ra ruộng. Chắc cốp. Màu 1 đã bắt đầu có một nhà BP rồi. Thôi. Donna E.